Mọi người hồi bữa giờ tôi mang cọng dây chuyền này tới bây giờ luôn, tôi biết là cọng này của nữ, nhưng mà bữa giờ mọi người hỏi tôi không dám trả lời đúng không, tại vì nó hết hàng rồi mọi người ơi. Là cái hôm tôi đăng clip này mọi người, là đúng 30 phút là mọi người mua hết sạch luôn, không còn cái nào hết đó. Đây, tại vì á, cái con này mọi người, cái giá gốc của nó là tầm đâu đó 300.000 nha, nhưng mà bây giờ mọi người mua con này đâu đó có 100 mấy thôi. Hôm bữa có người mua 170 mấy ngàn mọi người. Mà đây, bên đây có xuất cho mọi người cái hóa đơn nha. Đây cái hộp cho mọi người nè, xịn chưa, đây như vậy. Với lại là thêm một cái túi giấy nữa. Thì hôm nay á, tôi mới mua cái con này cũng giống cái kiểu vậy mọi người, nhưng mà cái này là dành cho nam. Thì trong cái hóa đơn á, giá niêm yết của con này là 590 cành. Nhưng mà mọi người khỏi lo, mình cứ check thử ra đi, đảm bảo giá rẻ hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cho mọi người coi thử nha. Đây. Trời ơi mọi người, rất là xịn luôn á. Cái này giống như là mấy bạn mua mấy cái kiểu trang sức cao cấp đồ á. Đây là em nói trên cổ nha, đẹp lắm mọi người. Và đặc biệt ở cái em này sẽ có một là một cái tăng đưa mọi người, để mọi người tăng giảm cái độ dài á, mọi người chồng vô mọi người đeo luôn rất là dễ. Với lại á, cái cọng này làm dài hơn mọi người, chứ nếu như cọng cũ nha, mà bạn nằm mà kiểu hơi to con xíu, phải cổ lớn một chút xíu á, là mọi người đeo nó sẽ bị sát lên đây là nhìn nó kỳ lắm. Mà hai con này có cái rất là hay nha, là mọi người mang á, mọi người cài nó sẽ dư ra một khúc kia nè. Mọi người mình nhìn từ phía sau á, chỗ nó rất là sexy luôn á. Đó cho là bữa giờ nếu như bạn nào mà chưa mút được cái con này thì có thể tham khảo thử cái mẫu này nha.